Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình xin test bộ máy bơm tưới lan mini giá rẻ 12V công suất 60W, thương hiệu Sinlander, mẫu Sinlander chính hãng, loại 6 lít trên phút nhé. Hôm nay thì hôm qua thì mình đã giới thiệu bộ sản phẩm này rồi, thì hôm nay mình sẽ sử dụng bộ sản phẩm này. Đây là đang sử dụng adapter này, theo bộ sản phẩm này cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V. Đây, lắp sẵn hệ thống như thế này rồi. Ống hút là 2m, ống hút 2m, ống ra đây. Ống ra là 10m áp lực. Đây là cần phun có tay nắm, đây tay nắm này, rút dài ra khoảng hơn mét. Sau đây thì mình sẽ test sản phẩm này nhé. Mở khóa ra là máy bơm nó tự chạy. Đang khóa nước lại thì máy bơm nó ngắt này, mở khóa là máy bơm nó sẽ tự hoạt động. Đây các bạn. Phun rất là khỏe luôn các bác ạ. Đây các bác thấy không? Phun rất là khỏe luôn. Tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm nước vừa phun tưới lan rất là tiện lợi, phun được cây cao, tần suất dài khoảng hơn mét, dùng cái béc phun 8 lỗ hoặc 7 lỗ. Khóa nước lại thì máy bơm nó ngắt này, khóa nước lại thì máy bơm nó ngắt 100% luôn. Đấy, đây là bộ sản phẩm giá rẻ nhất bên mình, đang có giá là 490.000. Các bác nào mua hàng thì vui lòng liên hệ qua hotline 038 6898 366, website là máy bơm mini68.com. Xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.